Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính trình quý chư tôn hòa thượng Đại Đức Tăng Ni cùng những vị sư cô. Trước khi bắt đầu buổi lễ thì con kính xin quý thầy tụng kinh và hướng dẫn Phật tử tụng theo và là một buổi lễ tri ân. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Sân tốt như quan sen rạng ngời như bắt đầu sân quay về nương não bậc thầy của nhân tiên sen quy nở đài giác ngộ học quán chiếu rạng mười phương vừa thấy dung nhan đấng điệu ngự trăm ngàn phiền não sạch không hướng về tán dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp vun bồi hương giới hương định cùng hương huệ hương giải thoát trì kiến đài mây sáng rỡ trùm pháp giới cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường. Ngưỡng nguyện đức từ phổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Hôm nay chư Tăng thiện nguyện trúc lâm Đại Đăng cùng các Phật tử nam nữ văn tập về tịnh thất hiện như tại lót anh chớ lập toàn thể chúng con thành tâm cầu nguyện trên mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng thủy từ quang giang đạo tràng chứng minh và gia hộ cho tỳ kheo ni thích nữ thanh diệu pháp thế danh mã phương tâm 48 tuổi vừa trải qua cơn giải phẫu nguyện nhờ thần lực tam bảo từ bi gia hộ cho sư cô thích nữ thanh diệu pháp được nghiệp chướng tiêu trừ thân khỏe tâm an chống vượt qua cơn bạo bệnh tâm bồ đề tăng trưởng chỉ tu học vững bền tự giác giác tha tự giác hạnh viên mạng ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng thủy từ quang giang đạo tràng chứng minh và gia hộ cho lòng thành của tất cả chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng ở khắp mười phương thủy từ quang giang đạo tràng chứng minh và gia hộ cho lòng thành của tất cả chúng con
Ngưỡng nguyện mời phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thủy Từ Quang Giang đạo tràng chứng minh và gia hộ cho lòng thành của tất cả chúng con. Đại từ đại bi thương sanh đại đại xa thương đẹp sáng ngời dùng là không không tức là sai thôi.
Bồ Tát Đại Từ.
Đại Bi Quang Thế Âm. Chí tâm đảnh lễ Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, như quý vị đã biết là tất cả những cái chướng ngại, bệnh tật, tất cả những cái khổ đau là đều do những cái tội lỗi, nghiệp tội từ quá khứ cho tới hiện tại. Và nếu mình không phát tâm sám hối để trừ diệt thì nó sẽ trở thành những cái nghiệp tội, những cái đau khổ cho tương lai. Vì vậy hôm nay xin toàn thể đại chúng xem như chúng ta thay thế cho sư cô Thanh Diệu Pháp thành tâm đọc bài sám hối theo nghi thức của thiền viện. Nếu vị nào không thuộc thì như hồi nãy đã thưa, mình đem hết tất cả cái năng lượng tâm bình an lành của mình hướng về mười phương chư Phật để chia sẻ cho sư cô Thanh Diệu Pháp. Nếu quý vị nào quỳ không nổi thì xin cứ ngồi tự nhiên ha. Để một Phật xin mời toàn thể đại chúng cùng quỳ xuống. Chỉ tâm sám hối chúng con đồng đến trước Phật Đài tâm thành đảnh lễ mười phương Phật tất cả Bồ Tát trong ba đời thanh văn bích chi chúng hiền thanh đồng đến chứng minh con phát lộ bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp ba nghiệp xin chư Phật đồng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầu sám hối Bồ Tát. Nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sao thời đều an lành trong tất cả thời thái an lành nguyện chân thượng sư thương gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành tam bảo thương gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sao thời thái an lành trong tất cả tiếp theo chúng con xin cung thỉnh toàn thể đại chúng chúng ta đồng nhất tâm niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 21 lần. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm.
Tuệ đăng thường chiếu tâm Bồ đề tăng
trường. Thứ nguyện con nguyện cầu trên Tam Bảo gia hộ cho sư cô Thích Nữ hiện phận cùng tất cả Phật tử nam nữ hiện tại đạo tràng được tập bệnh tai tiêu trừ quan khiến dứt sạch bệnh căn thiên giảm gia quyến an khang lòng tin Tam Bảo càng sâu tâm từ đổi chúng sanh tăng trưởng. Thứ nguyện cơ thiện thượng nghiêm tịnh bốn chúng mãi thuận hòa Phật quật chiếu sáng ngời mưa pháp hằng nhuận gọi Phật tử lòng tin sâu ruộng phước càng tăng trưởng. Chúng sanh sống an lạc vui hưởng cảnh thái bình nơi nơi dứt đạo binh mỗi mỗi điều na Phật na nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau đây anh ca sĩ Phật tử Hồ Quốc Việt dạ xin được cúng dường bài hát, xin mời anh. Dạ con xin kính mời, xin thỉnh quý thầy đồng an tọa. Kính lạy Đấng Thiên Nhân Sư quý mạng con nay phát đại nguyện thọ trì kinh dược sư. Nếu có kẻ thấy nghe thì phát tâm bồ đề vì trí dũng giác tha hộ trì chánh pháp Phật.
Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đệ tử Đức Khánh, con tên Hồ Quốc Việt. Hôm nay con được đến Thiền Nhi Tịnh Thất thì cũng là một cái dịp để cầu nguyện cho sư cô được sớm bình phục tai qua nạn khỏi. Kính chúc quý thầy, quý cô và quý vị Phật tử một năm mới được nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa quý vị, dân hoa cúng dường Phật, bậc thương xót muôn loài, dân hoa cúng dường Pháp, đạo nhiệm màu cứu khổ. Dân hoa cúng dường Tăng, ruộng phước không gì bằng. Vâng, dân hoa cúng dường chư Phật sẽ là cao tột trong các Pháp, nếu đó là hoa của giới, của định và của tuệ. Bên cạnh đó, trong Kinh Pháp Cứu, Đức Phật dạy: hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏ khắp mọi phương trời. Để tiếp nối nhạc phẩm Kinh Dược Sư, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Dân Hương Hoa, Kinh Nhật Tụng Phổ Nhạc Tâm Đức, được thể hiện qua giọng ca truyền cảm của ca sĩ Phật tử Chân Hiền Tịnh. Xin mời quý vị. Thank you.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng hiện diện tại tỉnh Thất Hiện Dư. Kính thưa toàn thể. Chư Tôn Sư Vô Quên. Kính thưa Sư Cô Thích Nữ Hiền Thuận. Thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ có mặt tại Đạo Tràng tối hôm nay. Trước nhất, con xin được mạn phép Chư Tôn Đức Tăng có vài lời tới để gọi là chia sẻ trong đêm cầu nguyện cho Sư Cô Thanh Diệu Pháp. Thưa toàn thể đại chúng, thì cũng như quý vị đã biết, Sư Cô Thanh Diệu Pháp là một vị xuất gia rất nỗ lực trong vấn đề tu học, cũng như thường xuyên quan tâm vận động quý Phật tử để ủng hộ các thiền viện, các chùa, các tổ chức từ thiện. Và chẳng những thế, Sư Cô còn là một người rất là biết lo cho ngôi đạo tràng tỉnh Thất Hiện Dư này. Khi biết Sư Cô mang một cơn bạo bệnh và phải trải qua những cái sự đau đớn, cũng như là phải chấp nhận một cái cuộc giải phẫu thuật, thì trước khi Sư Cô trước khi cái cuộc phẫu thuật xảy ra, thì được biết rằng bác sĩ cũng có hơi phần phát tiệp về cái cuộc phẫu thuật đó. Nhưng mà thật là kỳ diệu, những tưởng rằng là Sư Cô cũng sẽ rất là khó khăn vượt qua cái để vượt qua cái cơn phẫu thuật đó, cuộc giải phẫu đó. Nhưng mà chắc có lẽ do nhờ cái sự nỗ lực tu học, cũng như cái công đức ủng hộ giúp đỡ cho các thiền viện, cho các tự viện, các ngôi chùa, cũng như các cái cơ sở từ thiện đó, mà dường như là Sư Cô không có bị ảnh hưởng nhiều về cái mạng sống, tính mạng cho cái cuộc phẫu thuật đó. Đó là một cái sự minh chứng cho cái công phu tu học cũng như nỗ lực của một người nữ tu xuất gia. Đây không phải nói để gọi là nói một tính cách là khách sáo hay là có cái gì đó nó hơi vẻ bề ngoài, nhưng mà đây thật sự trong lòng của quý thầy thấy rất rõ điều đó. Rất là bi quan, tại vì khi nghe những cái thông tin chia sẻ của từ tỉnh Thất Hiện Dư cũng như quý Phật tử, thì ngay cả bản thân tự mình thì cũng thấy rất là có cái gì đó nó không được vui lắm, không được hoan hỷ lắm. Nhưng mà sau đó thì sau cuộc phẫu thuật thì biết chắc rằng đó là một cái cuộc phẫu thuật rất là thành công. Chúng ta cũng không thể nói một chiều bác sĩ, bệnh viện hay là về phía Sư Cô v.v. Nhưng mà đó tất cả những là cái duyên tốt lành. Chúng ta chỉ có thể nói được như vậy. Mà cái duyên tốt lành đó là từ, chúng ta có thể là từ gieo trồng từ kiếp khác cho tới ngày nay. Và cũng nhờ cái duyên lành đó nó hội tụ hết tất cả những cái duyên lành tốt khác. Bởi thế cho nên khi nghe Sư Cô Thích Nữ Thanh Diệu Pháp đã ngã bệnh, thì tất cả các chùa, các tự viện đều tụng kinh, và nhất là quý Phật tử tỉnh Thất Hiện Dư. Nơi đây người xuất gia rất là ít, nhưng mà quý Phật tử mặc dù rất là bận rộn, nhưng mà hàng ngày cũng nghe được nói lại rằng là quý Phật tử đêm nào cũng sang tỉnh Thất Hiện Dư để mà tụng kinh, góp lời cầu nguyện cho Sư Cô Thích Nữ Thanh Diệu Pháp. Đó là một cái việc làm rất là tốt đó nghe quý vị. Mình nó giữ vững tinh thần của mình. Và ngày hôm nay, như quý vị cũng đã thấy rồi, mặc dầu ở rất là xa, bận rộn trong những ngày lễ Tết, nhưng mà
thầy trụ trì Thiền viện Đại Đăng cũng như thượng tọa chứng minh ở đây cũng muốn đến đây để góp lời cầu nguyện và cũng như thể hiện cái tấm lòng đồng môn, người xuất gia với nhau, với sư cô Thanh Diệu Pháp. Cho nên sở dĩ tụi mình nói như vậy để cho quý vị thấy rằng đây là một cái duyên lành rất lớn nha, không phải ai có cũng được. Thưa đại chúng, xin cho chia sẻ thêm chút xíu. Vừa qua thầy cũng lên trên thiền viện Bồ Đề ở Boston. Khi vào cái phòng cái chỗ mà rehab đó để thăm bà thân của một vị huynh đệ với thầy trụ trì ở đây, thầy Đăng Quy, bước chân vào trong phòng rehab đó, thật sự bà là một người Phật tử nhưng mà thật sự nó cũng chưa có đủ cái duyên tốt á. Cho nên rồi bà ngồi trên ghế mà cứ than khổ, rồi cứ nói nhớ con, nhớ cháu và nhớ gia đình, nhớ bạn bè, mong một ngày nào đó được khỏe, được về thăm nhà. Bây giờ hiện tại ăn còn chưa được nữa, chú chỉ là được về nhà, rất là khó khăn. Và rồi thăm hỏi bà cô xong thì nhìn qua giường bên kia có một bà cô người Mỹ, năm nay không biết bao nhiêu tuổi, người Mỹ trắng, nằm ở nơi đó mười mấy năm trời rồi mà chưa ra đi được. Và nằm trong cái tình trạng gọi là giống như là dường như nhìn vào á, thì tưởng là tỉnh táo, nhưng mà tới hỏi thăm thì hỏi bà cô có khỏe không, không biết gì hết, cứ nằm nhìn lên trần nhà và tay chân thì nó cứ giật mà mười mấy năm trời như vậy. Không có bà con thăm hỏi, không có Phật tử tới trong đông đảo như thế này. Cho nên sở dĩ muốn nói câu chuyện nó ra để cho chúng ta thấy rằng đây thực sự là một cái duyên lành rất lớn nha quý vị. Cho nên chúng ta ráng cố gắng làm sao chúng ta giữ vững cái tinh thần như thế này. Và ngày hôm nay tưởng đâu là nghe thông báo là ngày hôm nay thì chỉ đơn giản là thắp nến cầu nguyện, rồi hát một hai bài hát, rồi cảm tạ thôi. Nhưng mà không ngờ thì bước lên nhờ cái duyên của thầy trụ trì, thầy bắt cho phải soạn chương trình cho kỹ. Cho nên rồi hồi nãy quý thầy cũng rất là hoan hỷ khi có lời đề nghị từ tỉnh Thất Hiền Như là có một cái buổi tụng kinh theo nghi thức của thiền viện để cầu nguyện cho sư cô Thanh Diệu Pháp. Đó là mà những cái việc làm rất là hay, đó là một cái nét đẹp của đạo Phật chúng ta là như vậy. Nó không có nói là tông phái nào, nhưng mà đó là một cái nét đẹp. Và quý vị cũng nên giữ vững cái nét đẹp này ha, từ nay cho đến ngày sau. Và thưa đại chúng, cũng không hẳn là những người khác được cái duyên như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt, và với cái trước trên có mười phương chư Phật, rồi có hình ảnh của Phật Bồ Tát rất là trang nghiêm, và tiếp theo đó là hình ảnh của chư Tăng, và tiếp theo nữa là tất cả quý Phật tử chúng ta đều rất là thành tâm. Để nói ra như vậy để cho quý vị thấy rằng đây là một cái buổi cầu nguyện mà nó rất là an lành. Xem như là cái sự an lành này chúng ta sẽ chia sẻ cho sư cô Thanh Diệu Pháp. Thưa toàn thể đại chúng, cũng mong mỏi rằng ngày hôm nay quý thầy cũng như quý Phật tử chúng ta mang những cái tâm an lành, tâm bình an của mình, chúng ta cùng nhau tụng kinh, đọc bài sám hối, cũng như là những lời niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không có nghĩa là Bồ Tát thể hiện xuống đây để mà chia sẻ hay là cứu giúp những cái đau khổ chúng ta, thực sự không có. Nhưng mà niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chúng ta liên tưởng tới cái sự tình thương, tới cái từ bi, tới cái mong muốn rằng mình chia sẻ cái nỗi khổ niềm đau với người khác. Và thế cho nên mặc dù trong thiền viện thì không có nghi thức niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát 21 lần như vậy, nhưng mà đó là một cái phổ thông chung. Chúng ta nên đem cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm để mình đem vào tâm thức của mình, để mình nhận thức rằng mỗi khi mình thấy người khổ, người đau, người bệnh, người già, người yếu, mình đem cái tâm thức an bình của mình để mình hướng về người đó, để mình mong mỏi được người đó là bớt khổ, giảm khổ. Và đó cũng là một cái cách để chúng ta sống trong cuộc đời này.
Chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta sống mà không có tình thương, chúng ta không sống mà không có sự chia sẻ, thì nó sẽ không phải là một cái đời sống gọi là có nét đẹp của đời sống. Thưa đại chúng, đừng có nghĩ rằng chúng ta tụng kinh, ngồi thiền hay là chúng ta tu một pháp môn nào đó chúng ta không bệnh. Đừng có nghĩ như vậy. Đức Phật của chúng ta, chính bản thân Đức Thế Tôn chúng ta, như quý vị biết, gần 6 năm trời tu khổ hạnh ở trong rừng. Có quý vị nào đi Ấn Độ, quý vị biết á, là không có đầy đủ vật chất giống như ta bây giờ, mà Ngài ăn một ngày mấy hạt mè và uống nước suối, nước sông, mà gần 6 năm trời. Chính vì như vậy á, Ngài kiệt sức. Và đến độ là sau này có những cuộc khảo cứu đó, các cái vị học giả nghiên cứu cho rằng có thể Đức Thế Tôn mình bị ung thư cuốn bao tử, hoặc có thể là bị đau bao tử rất là nặng. Cho nên gần khi ngập Niết Bàn đó, không phải là vì lý do ăn nấm độc đó Ngài bị, nhưng mà ăn cái nấm đó vô không có chịu, nó không có hợp với cái sự đau bao tử của Ngài, cho nên Ngài phải rất là chịu đau đớn. Nhưng mà với cái sức thiền định của một vị Phật, nên không có làm khó làm dễ Ngài gì hết, mà Ngài an nhiên tự tại nhập Niết Bàn. Và chính vì vậy cho nên chúng ta tự nhận thức rằng chúng ta hôm nay Ngài cầu nguyện cho sư cô Thích Nữ Thanh Diệu Pháp, mà chúng ta chỉ mong làm sao sư cô khỏe, nhưng mà còn bản thân chúng ta quên phức bản thân chúng ta. Nhìn hình ảnh của sư cô Thanh Diệu Pháp bây giờ đang ở trong bệnh viện, chúng ta hãy liên hệ đến bản thân chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực tu, chúng ta phải nỗ lực chuyển hóa những khổ đau, những cái tâm thức không tốt, không lành, không thiện, để từ đó cho tâm chúng ta bình an. Rồi thêm một việc nữa là chúng ta phải làm sao, như bác sĩ, quý vị đi bác sĩ cũng từng biết rồi ha, làm sao chúng ta phải ráng tập thể dục, ăn uống cho nó đàng hoàng chút, đừng có rồi cứ mãi lao theo cuộc sống rồi chúng ta quên phước đi tập thể dục, thì thật sự cũng không tốt. Có y học tốt nhưng chúng ta không chịu tập thể dục cũng như không, bằng chứng là thầy nữa. Thầy thì có lúc là thầy tập thể dục đều đặn á, là coi như là cái gì nó cũng dưới trung bình hết trơn á, tăng sông máu rồi dầu mỡ máu rồi nó đều dưới trung bình á, mà đi tu học, đi thiết pháp một thời gian rồi không có thời gian tập thể dục, nó lên nó vù 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 luôn. Bây giờ cũng phải dùng thuốc chút xíu. Dạ, cho nên rồi dịp hôm nay quý thầy cũng rất là hoan hỷ đến đây để cùng sư cô Hiền Thuận để có cái buổi cầu nguyện thật là ấm cúng, thật là an lành, hướng tâm đến sư cô Thanh Diệu Pháp. Thì quý thầy rất là hoan hỷ, rất là vui khi thấy có Phật tử tham dự đầy đủ. Và cũng xin thưa đại chúng là chắc chắn thì cũng có thể là quý thầy ở Thiền viện Đại Đăng để nói chuyện với cái cô Hiền Thuận, thì một ngày một giờ nào đó sẽ đến bệnh viện để thăm cô Diệu Pháp nếu mà đầy đủ duyên. Dạ. Thôi thì cũng một lần nữa cũng xin kính chúc sư cô Hiền Thuận trên Tam Bảo gia hộ cho sư cô lúc nào cũng được thân khỏe tâm an, và tâm Bồ Đề lúc nào cũng tăng trưởng, và nhất là sư cô phải ráng giữ gìn sức khỏe. Bây giờ cô Thanh Diệu Pháp thì chắc chắn là sức khỏe của cô cũng không được giống như ngày trước, cho nên làm gì làm thì cũng mong mỏi sư cô Hiền Thuận ráng cố gắng làm sao sức khỏe được tốt để trông coi chăm sóc cho tỉnh thất Hiền Như, trong khi sư cô trụ trì thì lại phải chưa có khỏe. Và cũng xin cầu nguyện trên Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử lúc nào cũng được bình an và gia đình được hạnh phúc. Và nhất là quý vị, chúc quý vị cũng nên giữ vững cái tinh thần như thế này ha. Và mình giữ vững tinh thần như thế này thì cũng là một cái duyên cho tương lai nữa ha. Và cũng xin ngỏ lời tri ân. Trước đây thì cũng do cái duyên là Thượng Tọa Thích Tự Giác, và tiếp theo là Tự Minh, cũng như là sau này có thầy trụ trì Thiền viện Đại Đăng lên đây tu học, thì cũng nhân cái duyên đó thì quý Phật tử tỉnh thất Hiền Như rất là nỗ lực để ủng hộ
cho công trình xây dựng Thiền viện Đại Đăng. Thì cũng từ cái duyên lui tới tu học như vậy, cũng xin chân quý vị. Và tiếp theo, đây là phần phát biểu của cá nhân riêng về tụi mình. Còn tiếp theo đây, xin kính thỉnh Thượng Tọa trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng để đại diện cho chư Tôn Đức Tăng Ni tại Thiền viện như đãi lao cho Thượng Tọa chứng minh đây, để có vài lời đến thưa cô Hiền Thuận cũng như toàn thể quý Phật tử nam nữ đạo tràng tỉnh Thất Hiện Như tối hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính tỉnh Thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng kính bạch trên chư Thượng Tọa chứng minh. Kính thưa sư cô Thích Nữ Hiền Thuận, kính thưa sư ni sư Thanh Diệu Pháp và toàn thể quý Phật tử. Hiện tại bây giờ sư cô Thanh Diệu Pháp đang ở trong bệnh viện, đang hồi phục sức khỏe. Thì qua cái cơn giải phẫu xong chắc đau lắm, nhưng hồi nãy giờ nhờ cái năng lượng lành của huynh đệ đã gửi đến thì chắc sư cô đã cảm nhận được. Và ở trong giường bệnh nãy giờ chắc hạnh phúc lắm. Thưa đại chúng, ở như cách nay khoảng 3 ngày quý thầy đi theo cái phong tục hàng năm đầu năm đó, chư tăng ni sinh ở Thiền viện Đại Đăng đi đảnh lễ chư Tôn Đức ở vùng ở trên này. Thì có một Phật tử đi chung á, cái nghe mình có hỏi, ủa sao mà quý sư cô ở Thiền Như Tịnh Thất sao lâu quá không thấy. Rồi cô mới kể là cô đang trong bệnh nặng như vậy. Mình cứ rất là giật mình. Trước giờ mình nghĩ là sư cô trốn quân dịch á, mà cuối cùng là bây giờ lại là cô ở trong bệnh viện. Thành ra cho nên mấy ngày đó vội vã song song đi về sớm để nói chư quý thầy cô đó, để làm buổi lễ cầu nguyện. Và sau đó để sắp xếp cái ngày xuống đây thì gọi sư cô Hiền Thuận mới biết là sự tình như vậy, là sư cô Thanh Diệu Pháp đã từ lâu rồi đã mang cái chứng bệnh trong người, mà vì công việc và Phật sự rồi cũng không có nói với ai nhiều. À, quả thật khi cái người xuất gia rồi đã, thưa đại chúng, là người ta quên mình để mà hy sinh để phụng sự chúng sanh, để phụng sự cho Tam Bảo. Mà mình, con người mình mà cũng mình da xương thịt thì cũng phải chịu những cái luật bào mòn của cái thời gian như vậy. Cho nên sanh rồi bệnh đi đó là việc thường. Mà nhưng cái bệnh của cô nó cũng hơi khá nhiều, cho nên phải cần sự cầu nguyện trợ lực của trên Tam Bảo, của chư Tôn Đức hiện tiền gần xa, của các đạo tràng Phật tử mọi nơi, và của quý thầy cô những vùng lân cận ở nơi đây, và đặc biệt nhất là tinh thần của quý Phật tử ở đạo tràng Hiện Như Tịnh Thất. Với cái năng lượng lành như vậy đó, thưa đại chúng, mình mới thấy được rằng khi một con người mà sống có mặt hiện hữu ở nơi đây, mang ích lợi cho nhiều người là một cái nhu cầu rất là cần thiết. Sư cô Thanh Diệu Pháp như một cái linh hồn ở Thiền Như Tịnh Thất như vậy, một con người giữa con người, thưa đại chúng. Thành ra con người này con người rất là đặc biệt. Và vì sao? Vì biết hy sinh cho người, yêu thương mọi loài, vân vân. Cho nên mình rất là cần con người như vậy để tồn tại ở trong xã hội chúng ta. Nhiều người lắm, thưa đại chúng. Có những người bệnh đi dường như không ai biết tới. Có những người bệnh đi dường như chung quanh không một lời cầu nguyện để cho người đó được khỏe đi. Là do đâu? Là do cái phước nghiệp đó họ không có. Riêng sư cô Thanh Diệu Pháp mà chỉ bệnh thôi, gần xa trong nước cũng như ngoài nước, là nghe sư cô bệnh lật đật để gửi lời thăm. Hôm nay lẽ ra quý thầy cô đông lắm để đến đây ở từ Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng, nhưng chiều nay có những đoàn hành hương rồi nhân dịp Tết đó, rồi đến không được, mà nhưng sẽ đến chừng nào mà sư cô thật sự khỏe mạnh
đi đứng lại bình thường, làm những công tác Phật sự như xưa là mới vừa lòng. Thưa đại chúng, lý do tại sao ở Hiền Như Tịnh Thất sư cô Hiền Như là cũng xuất gia ở từ Thiền Viện Đại Đăng của sư ông Trúc Lâm là hiền đó thưa đại chúng. Rồi kế đến là sư cô Hiền Thuận, Hiền Thuận, Hiền Phúc, Hiền Đức, vân vân, tất cả các quý sư cô đó xuất gia đầu năm 2002 á. Và kế đến sư cô Thanh Diệu Pháp thì xuất gia ở tu viện Kim Sơn. Các vị chúng đi này có một cái sự mà tu tập rất là dày dặn, rất là lâu dài, và hy sinh cái cuộc đời mình cho cái công tác Phật sự bằng cách như là trợ duyên cho những cái chư quý vị khác, thứ nhất là chư tăng, để mà hoằng pháp lợi sanh. Cái công cuộc hoằng pháp lợi sanh rất là lớn, thưa đại chúng, tăng trong tất cả các loại thí, tài thí, pháp thí, vô quý thí vân vân, mà pháp thí rất là thù thắng, mà quý sư cô đã không quản ngại đã làm những công cuộc như vậy. Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng sở dĩ hiện tại bây giờ trong và ngoài nước đông người biết đến là cũng nhờ tại nơi đây, bắt nguồn từ nơi đây đó. Nơi đây mà quý sư cô tạo duyên lành cho sư phụ của Đăng Quy đó là Thượng Tọa Tuệ Giác đó, cũng từ ở nơi này rồi đi giảng pháp. Rồi sau đó những cái đợt sau này như Đăng Quy rồi sư đệ lần nữa cũng bắt nguồn từ ở nơi đây. Là những cái hạnh Bồ Tát của quý sư cô, quý thầy khó quên lắm. Cho nên Hiền Như Tịnh Thất giống như một cái đại đăng thứ hai, quý thầy như vậy. Quý sư cô đây như là anh em, người ta nói là anh em như thể tay chân, cái tay đau rồi cái chân cũng đau. Thành ra thấy quý sư cô mà đang bệnh như vậy đó, mấy hôm rày lẽ ra ở mùa xuân là phải vui, mà song song cái vui nó cũng có nỗi lo, nó buồn nữa. Cho nên hôm nay tặng thân hành xuống nơi đây, cùng cất cao cái tinh thần cầu nguyện, người góp lời ca tiếng hát, tiếng kinh cầu nguyện, nhất cú nhất kệ, tất cả các cái đều sao đều hồi hướng hết công đức này cho sư cô Thanh Diệu Pháp hiện tại đang ở nơi bệnh viện, được tật bệnh sớm tiêu trừ, những cái quan kia khiên nghiệp chướng nhiều đời sớm được nhờ cái công đức phước đức lành mà sư cô đã tạo trong kiếp này và nhiều kiếp khác đã trang trải. Nguyện xin Tam Bảo gia hộ cho sư cô được thân an tâm lạc, mau sớm được hồi phục để về đây với một con người xưa, với một cái tinh thần Bồ Tát để tiếp tục để mà dìu dắt cái ngôi Tam Bảo ở nơi Hiền Như Tịnh Thất. Và quý Phật tử hiện tại rất là đang cần sư cô, mong sư cô hiện tại bây giờ nhận đây những lời chân tình nhất là từ những người anh em xuất gia cùng chung nhau, để thay mặt cho tất cả các Phật tử cũng gửi lời giống như vậy. Mong sư cô khỏe mạnh, mau sớm về đây để cùng nhau tu tập, cùng nhau vui vầy trong những ngày sắp tới. Thưa đại chúng, đây là những cái mà hôm nay để xuống xin chia sẻ. Cái bệnh của sư cô cũng đã nhắc nhở như lãi Thượng Tọa Tuệ Minh mới vừa nói. Thưa đại chúng, đặc biệt có nhớ một cái bài kinh trong kinh Đa Hàm mà Đức Phật có dạy. Có một bữa nọ đi trị bệnh, Đức Phật với lại ngài thị giả A Nan, hai thầy trò đi trên đường, bỗng bên kia có một đàn bò đang rất là vui vầy sung túc, có những lúc họ hút nhau, họ đụng với nhau, rồi có những cái họ rất là vui và có những cái họ cũng rất là đau khi mà họ đấu chiến với nhau vân vân, tất cả các cái. Và thưa đại chúng, một đàn bò như vậy mà họ không biết là mỗi ngày họ mất đi một con, mỗi ngày họ mất đi một con, họ biết từ đâu, là từ sao, từ những cái mà
cái người họ làm đồ tể đó là họ họ ăn thịt đó từ đại chúng, cho nên đời sống là như vậy. Cho nên Đức Phật nói là này A Nan, trong bên ngoài thì họ vui vẻ với nhau như vậy, tuy bên ngoài họ ghét, họ hút với nhau như vậy mà họ không biết được trong cái mỗi một ngày như vậy đó, họ phải bị mà giết chóc như vậy, họ không biết. Đó là sự vô thường, đó là sự lẽ thật của cuộc đời đó, thưa đại chúng. Cho nên cái bệnh của sư cô là cũng nhắc đến mình, rồi tới phiên mình cũng bệnh như vậy. Mà quan trọng lúc mình bệnh rồi có ai cầu nguyện cho mình hay không, lúc mình bệnh rồi có mau qua khỏi được giống như sư cô hay không. Nó tất cả các cái tự do những cái phước nghiệp của mình, thưa đại chúng. Cho nên mong đại chúng, những ai mà chưa có hiền, chưa có lành, những ai còn nuôi những cái tâm niệm ác, tâm niệm xấu, hành động dở, lời nói rất là thô bạo, lời nói rất là không có hợp đạo như lý gì đó, chúng ta hãy mau bỏ đi. Qua mùa dịch rồi, chúng ta lại đến một năm mới. Đời sống nó không có hẹn mình ngày mai sẽ như thế nào. Hôm qua đột nhiên ngồi lại, lúc ngồi thì mình có tư tưởng là phải như ngồi thiền vân vân tất cả các cái, khi nằm nghỉ đi ra cái vườn ở bên ngoài đó, cái nằm xuống cái góc bờ vậy đó mát mẻ, rồi nhìn lên trên trời, cái trên đó thấy những trái bơ lủng lẳng vậy đó, mình nói ồ sắp đến đây một hai tháng nữa bơ có rất nhiều rồi. Năm nay mình nghe lời sư phụ dặn lúc trước khi thầy mất đó, nghe lời thầy dạy cũng mình cũng hái để cúng dường tất cả các chùa với Phật tử, không có để cho người ta vậy đó. Cái là mình nhớ lại, mình nhớ đến thầy, cái mình nhớ lại qua cái quá trình đó chỉ có mấy năm thôi, mà mình đếm đầu ngón tay đi gần 20 thầy và cô đi theo Phật. Đi lẻ tẻ nhưng mà mình không thấy, nhưng mình nằm ngó lên trời mình mới thấy rất là nhanh nhẹn và vô thường. Cho nên thưa đại chúng, hãy gắng cố gắng, khi còn trẻ còn khỏe, chúng ta cũng đừng có dửng dưng nghĩ là thân mình không bệnh. Bệnh nó có tới bất cứ lúc nào. Đức Phật nói mình có thông minh, có đỉnh đạt, có như thế nào mình cũng không biết được bốn điều đâu. Điều thứ nhất là mình không biết bao giờ mình bệnh. Điều thứ hai, mình không biết mình bệnh về nguyên do gì, bệnh gì. Điều thứ ba, mình không biết bao giờ mình mất. Và điều thứ tư, mình không biết mình mất về cái lý do gì. Cho nên còn hiện hữu nơi đây, mong mỏi huynh đệ chúng ta sống phải có tình, có nghĩa. Khi gặp nạn gì đó, chúng ta hãy quay quần với nhau để cùng nhau cầu nguyện, làm cái gì có thể được để mà chung nhau góp sức với nhau sống cho trọn vẹn. Một cái kiếp người và để kế đến là đầu xuân năm mới, thế gian vui Tết rộn ràng, chúng ta trong đạo cũng nhẹ nhàng đón xuân. Kính chúc sư cô Hiền Thuận và quý Phật tử ở hiện tại đạo tràng ở Hiền Như Tịnh Thất được sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, mọi Phật sự đều được hanh thông, tất cả quý Phật tử đều gia đình đều được an khang thịnh vượng, và tất cả chúng ta cùng nhau hướng đến tu tập và làm những công đức lành. Hiện tại hồi hướng cho sư cô Thanh Diệu Pháp cho được thân tâm an lạc, đều là sức khỏe mau sớm hồi phục, và mong mọi huynh đệ chúng ta sẽ và năm nay kế tến đó là đồng xin mời về tháng 4 ngày 9 là chủ nhật đó, đi về dự lễ giỗ của sư phụ của thầy Đại Đăng đó, và sau khi ra hạ thì lễ khánh thành ở thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng của cái chánh điện và thiền đường, và song song có những khóa tu
Nếu mà hình như Tịnh Thất trong năm nay dịch hoạn nếu mà tạm ổn thì có những cái khóa tu trở lại, thì quý thầy, quý cô ở trên Đại Đăng sẽ xuống đây hỗ trợ để đại lao cho sư cô Thanh Diệu Pháp, để cô được tịnh dưỡng đó, cho thật sự khỏe khoắn rồi quý thầy cô mới yên lòng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Kính bạch toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương và Phật tử đại diện các đạo tràng gần xa, hôm nay tại Hiền Như Tịnh Thất chúng con có buổi họp mặt trước chánh điện để tụng kinh cầu nguyện Tam Bảo. Gia hộ sư cô chúng con thích nữ Thanh Diệu Pháp được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Với sự chứng minh của tăng đoàn đến từ Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng, nhân dịp này, trước chúng con xin được thành tâm đảnh lễ tất cả chư tôn thiền đức tăng ni và kính lời chúc sức khỏe cùng toàn thể quý Phật tử, bạn hữu xa gần. Kế đến cho chúng con xin được tỏ lòng tri ân đến tất cả chư tôn thiền đức tăng ni và các bạn hữu Phật tử đã tận tâm tận lực hướng về sư cô chúng con là Thích Nữ Thanh Diệu Pháp. Với lòng thương tưởng, quý Ngài đã cầu nguyện cho cô chúng con. Đến hôm nay, sự nguy hiểm của tật bệnh đã tạm vượt qua và đang trên đường bình phục. Chúng con vẫn tiếp tục tha thiết trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng quý Phật tử, bạn hữu gần xa tiếp tục cầu nguyện cho sư cô chúng con được hoàn toàn hồi phục trở lại đời sống sinh hoạt bình thường để tiếp tục hoằng pháp phụng sự chúng sinh cúng dường ngôi Tam Bảo. Con chân hiền tịnh thay mặt sư cô trụ trì Hiền Như Tịnh Thất và gia đình kính tri ân đến chư tôn thiền đức tăng ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Để tiếp lời chị Chân Hiền Tịnh, hai anh em chúng con Thân Nghiệp và Trang Nhã xin mạn phép được thay mặt tất cả quý cô bác anh chị em của Tịnh Thất Hiền Như xin đảnh lễ quý chư tôn thiền đức thiền viện Đại Đăng đã không quản xa xôi dù bận rộn và đến đây để cầu an cho sư cô Thanh Diệu Pháp của chúng con và các ngài đầu xuân đã ban những lời pháp để cho chúng con biết thân người thật là vô thường. Xin nhận nơi đây ba lễ của anh em chúng con. A Di Đà Phật. Lễ Phật thôi. Dạ.